Đây là quán Barbecue Garden. Đồ ăn nướng. Gì đây? Món này là món gỏi cổ hủ dừa. Gỏi cổ hủ. Với lại bò, phi lê. Lê mignon. Nhâm nhâm. Rồi, đây là mấy ông món ăn nướng. Gì đây? Thịt tôm. Đó là rau gì vậy? Đây là cái bông thiên lý. À, bông thiên lý. Được có rồi hả? Đây là thịt gì đây? Thịt bò. Cái cà phê sữa nóng mà.